Sáng nay ngày 12 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 12 để đánh giá tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và cho ý kiến một số nội dung theo quy chế làm việc. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2023, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, nhất là triển khai quyết liệt đồng bộ chủ đề, năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tăng trưởng GDP chưa đạt như kỳ vọng. 6 tháng đầu năm 2023 chỉ tăng trưởng 3,7%, đứng thứ 46 trên 63 tỉnh thành phố. Thị trường xuất khẩu giảm sâu, thu ngân sách chỉ đạt 42,7% dự toán. Công tác lập quy hoạch phân khu chưa đảm bảo tiến độ kế hoạch. Nhiều công trình, dự án triển khai chậm tiến độ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt thấp. Tiến độ xử lý tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn liên quan đến các dự án đất đai trong các kết luận kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, bản án chưa đạt như kỳ vọng. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đạt thấp so với kế hoạch. Tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không làm đúng đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình thực thi công vụ đã ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện các mục tiêu đề ra. Hội nghị đã tiến hành thảo luận làm rõ thực trạng và nguyên nhân của các mặt đạt được, nhất là các mặt chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt. Thảo luận cho ý kiến về các giải pháp thực hiện chủ đề năm, thúc đẩy tăng trưởng GDP của thành phố. Thành phố cũng sẽ tiếp tục triển khai cái chủ đề năm. Theo đó, Ủy ban thành phố sẽ tập trung chỉ đạo. Thứ nhất là đẩy mạnh công tác thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, thực hành tiết kiệm, quản lý tốt chi và xử lý các kiến nghị của kiểm toán. Thứ hai là xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 trên cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kịch bản cụ thể và giải pháp triển khai, rà soát hết lại tất cả những chỉ tiêu của năm này đạt đến mức độ nào để làm kịch bản cho cái năm 2024. Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ các cái quy hoạch phân khu, trực tiếp làm việc với các nhà đầu tư đã có cam kết quan tâm và hỗ trợ các cái thủ tục để triển khai các dự án, nhất là đầu tư vào khu nghệ cao, công viên phần mềm, cụm công nghiệp Cẩm Lệ. Hội nghị đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung sơ kết nhiệm kỳ, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Cần đánh giá sát đúng tình hình, nhất là những tồn tại hạn chế, để qua đó đề ra các cái nhiệm vụ giải pháp và xác định rõ các cái nguồn lực và trách nhiệm trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện để nhằm đạt được các cái mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ. Ban Thường vụ Thành ủy xác định công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng và là nhiệm vụ thường xuyên của tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố. Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu chỉ đạo hướng dẫn việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố đảm bảo theo quy định. Đặc biệt là đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy khẩn trương phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố tham mưu các giải pháp để khắc phục tình trạng cán bộ lé tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không thực hiện đúng đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn trong quá trình thực thi công vụ. Về các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thành phố năm 2023, nhất là tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện chủ đề, năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Hiện nay một số chỉ tiêu về kinh tế xã hội có khả năng không đạt so với kế hoạch đề ra. Do đó, đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban thành phố chỉ đạo các sở ngành, địa phương rà soát, đánh giá, phân tích tổng thể tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố, tập trung vào các ngành, lĩnh vực chủ lực mũi nhọn có đóng góp lớn trong tăng trưởng và các ngành, lĩnh vực có sự sụt giảm, gắn với rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đến giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Đề nghị Ban Cán sự Đảng chỉ đạo Ủy ban thành phố, các sở ban ngành
có liên quan thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, biện pháp giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, động lực để phát triển kinh tế xã hội thành phố, trong đó xác định rõ lộ trình, trách nhiệm và tiến độ thời gian tại từng các cơ quan, địa phương, đơn vị, hoàn thành và đưa vào khai thác vận hành đối với 38 công trình và khởi công mới 25 công trình trong năm 2023 theo đúng kế hoạch. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đề nghị các đồng chí thành ủy viên quyết liệt, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đi đôi với việc đồn đốc, kiểm tra, chủ động giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, nhiều vấn đề nổi cộm dư luận quan tâm, bức xúc, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023, tạo nền tảng cho năm 2024 và cả nhiệm kỳ.